Vâng, xin chào quý vị và chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Giáp lại quay cho quý vị và các bạn xem một cái vườn sầu riêng nằm ở xã Iapet của Đắk Đoa, Gia Lai. Và cái vườn này thì có 700 cây sầu riêng, trong đó là có 4 hát nhưng mà trồng được 700 cây sầu riêng. Thì hiện tại bây giờ là có 150 cái cây sầu riêng to này, bắt đầu là cho thu hoạch. Và cái bên kia thì là 200 cây sầu riêng là sang năm bắt đầu cho bói. Thì cái vườn sầu riêng ở đây các bạn ạ, cái vườn sầu riêng ở đây là hiện tại là có 150 cây này là cây sầu Thái, còn bên kia là toàn sầu mô sinh kinh hết. Đó thì bây giờ Giáp sẽ quay cho mọi người cùng xem cụ thể là như thế nào. Cái giá mà chủ nhà mong muốn ở đây là 1 tỷ 500 triệu một hát, thì cái cây sầu riêng nó sẽ như nào? Xin mời tất cả các bạn. Đây là cái cây sầu riêng. Đầu tiên thì các bạn thấy là cái cây sầu riêng rất là to và cũng đã bắt đầu là sang năm là cho thu chính. Thì đây, đây là những cái cây sầu riêng toàn bộ là to khủng bố như này hết. Thì trái ở đây các bạn. Đó, trái của nó rất là to, cái trái này chắc tầm Giáp áng chừng là cũng phải tầm độ khoảng 5-6 kg. 5-6 kg một trái. Thì hiện tại bây giờ gia đình chỉ để có 2 trái để ăn thử thôi. Thì toàn bộ là cái vườn này là như vậy hết, 150 cây to như thế này. Đó, thì cái giá mong muốn là như vậy. Và từ đây mà đi đến trung tâm thành phố thì chỉ có 20 cây số, và ra đến trung tâm ủy ban thì chỉ có 2 cây thôi. Đó là toàn bộ cái cây sầu riêng này sang năm các bạn sẽ cho vào thu chính. Toàn bộ đường ống ra có nhà, cửa đầy đủ. Nhà thì nhà to luôn, nhà đẹp, và toàn bộ sầu riêng ở đây. Nói chung vườn sầu riêng rất là đẹp các bạn ạ. Quả rất là sai, 150 cây nào như cây nào thì như cây đấy. Đó, đều như vắt chanh. Một cái vườn nếu mà tính ở Đắk Đoa này thì cái vườn này cũng khá là khủng bố đấy các bạn. Một cái vườn cực kỳ đẹp. Đều lắm, cây rất là đều. Và trái thì cũng rất là nhiều, nhiều quả. Có cây thì chủ nhà cũng để khá nhiều, nhưng mà cũng có cây thì chủ nhà mới để ăn thử. Thì như các bạn thấy là cái cây rất là to. Và cái trạm điện gió thì nó cách đây cũng các bạn nhìn thì cũng thấy sơ sơ cái trạm gió bên kia. Đấy là toàn bộ khu vực đây, cây rất là đều tán nhá. Đây như các bạn, Giáp sẽ quay cho các bạn xem thử một cái cây vòng tròn thì các bạn có thể hình dung được là cái độ tán của nó. Ở đây là không có gió. Đắk Đoa là rất ok. Đây, Giáp sẽ đi một vòng tròn của một cây, hai cây gì đó để cho quý vị và các bạn có thể hình dung được là cái cây này tán của nó không bao giờ bị nép vế, nép vùng gì đâu. Đó, thì Giáp sẽ đi tiếp tục đi. 150 cái cây này. Một cái vườn cực đẹp luôn. Đây, Giáp sẽ quay cho thêm mọi người là xem là trái này. Trái nó cỡ này mà. Có vài cây có trái thì Giáp sẽ quay nhá. Đó, trái nó đây. Rất là nhiều quả các bạn ạ, cũng sai quả ta phết. Đây, mùa này mà vẫn còn quả như thế này thì cũng rất là ok rồi đúng không? Đó, và đây tiếp tục một cái cây bên đây nữa. Tí nữa Giáp sẽ sang bên kia để Giáp quay cho mọi người xem cái sầu mô sinh kinh ở bên kia. Và tạm thời thì Giáp đang quay ở bên đây. Trái đây các bạn. Quả của nó rất là ok chưa? Đó, một cái vườn sầu riêng cực khủng, cực đẹp. Mới bói thôi, sang năm bắt đầu vào thu chính nhá mọi người. Đây thì ra quay cho mọi người xem vài cái trái sầu riêng. Rất là xanh, rất là đẹp. Và cây thì rất là to và cái lá của nó thì rất là mỡ màng. Và toàn bộ khu đây. Đó. 150 cây hết cái khu này. Vườn nó rất là rộng luôn. Rất là đẹp, đều. Tất cả là 180 mấy cây đấy. Thế nhưng mà mình tính 150 cây là bắt đầu là cho quả. Cho quả đầy quả đây. Còn cái phía bên kia thì đó, trái. Toàn bộ là cái phía bên kia là cây mô sinh kinh. Đường xá thì ngon rồi. Đường xá ô tô con đi tới nơi. Tí Giáp sẽ quay cho mọi người xem nhà xem sân. Thế nhưng mọi người thấy cây sầu riêng mới. Bây giờ vẫn còn trái luôn. Đấy, thì cùng với mọi người và cùng Giáp là sẽ đi kiếm xem có cái trái nào rụng không thì mình nhặt để tí mình bổ mình mời mọi người ăn. Cây nào như cây đấy đều như vắt chanh. Giáp sẽ quay toàn bộ cây nào cây đấy là ok. Thì các bạn mua cái vườn này được á thì cái giá trị này mua được là các bạn chỉ việc thu thôi. Không phải suy nghĩ gì, sang năm là các bạn vào thu hoạch mạnh rồi. Cho thu mạnh. Năm nay mới bói chủ nhà để cũng đưa thưa vài quả cũng cắt đi nhiều và cũng để. Cây này thì cũng rụng được mấy trái này. Đó. Rồi, tí nữa này xem có quả nào đi mò mò trong cái trái nào rụng không thì đó là toàn bộ các bạn thấy là cây sầu riêng đều lắm. Đây. Hàng rất là đều nhau chứ không có cây nào to cây nào bé. Cây rất là đều đặn. Thì ra cũng đi sẽ quay toàn bộ, cũng không quay bỏ cây nào. Quay là quay toàn bộ cho mọi người cùng quay luôn. Ui dồi ôi. Quả đã quá mọi người. Sầu chăm rất là tốt, thì người ta chăm là người ta không có cho bất cứ một cái phân hóa học gì. Toàn bộ là đều là phân ấy hết. Phân hữu cơ hết, phân cá rồi phân chuồng phân bò hết. Đó, thì bây giờ Giáp đang đi loanh quanh để quay cho mọi người xem một cái phía bên đây
là cái cây những cái cây sầu này để mọi người có thể hình dung được là để mua được. Đường xá thì ô tô để tới nơi rồi, ô tô con tí tới nơi luôn. Đường coi như là đường nhựa gần tới thôi. Đó thì là sầu riêng như thế này nhá các bạn. Thì bây giờ chủ nhà thì đang có mong muốn là sang nhượng bởi vì là quá nhiều. Chủ nhà cũng mười mấy héc. Nên là sẽ sang nhượng bớt cho các bạn. Thì các bạn nhìn thấy cái vườn sầu như này có ok không? Thì bây giờ Giáp sẽ đi sang cái vườn cây mô sen kinh ở bên kia để cho mọi người cũng biết một cái vườn sầu quá khủng 700 cây. 700 cây sầu riêng. Thì còn cái số tổng là bây giờ Giáp sẽ sơ lược lại cho mọi người cùng cùng nắm được là 150 cây là cái loại to đùng này và bắt đầu cho ra quả này. Và 200 cây là bắt đầu là sang năm là cho làm bông là bắt đầu cho ra quả là 200 cây mô sinh kinh bên kia. Thì bây giờ Giáp sẽ ra quay, còn số còn lại là từ 1 đến 2 năm. Đó, số còn lại từ 1 đến 2 năm nhá các bạn. Đây quả là trái nó này. Giáp sẽ đi quay cho mọi người xem cụ thể cành kia thì chủ nhà làm cũng có Giáp hết đấy. Cũng được. Rồi bây giờ sẽ xin mời tất cả các bạn là đi sang cái vườn mô sinh kinh ở bên kia là có 200 cây mô sinh kinh ở nằm ở bên kia. Thì xin mời mọi người. Bây giờ Giáp sẽ đi sang cái vườn bên kia quay cho mọi người xem toàn bộ hệ thống tưới ở đây là điện, đóm, nhà cửa, mọi thứ là đầy đủ, nhà to. Đầy đủ ở Giáp hết rồi. Đó. Tiêu thì cũng nắm quả nhưng mà tiêu thì không tính. Đây là đang quay cho các bạn xem cái vườn sầu riêng thôi. Bây giờ chủ nhà đang phát cỏ, tôi đi kéo xuống dưới kia. Chỗ này là tầm độ khoảng 1 hát, 8 sào đến 1 hát. Là cái sầu riêng đây. Thì xin mời các bạn sang cái vườn mô sinh kinh nhá. Thì bây giờ Giáp, đây chủ nhà cũng đang gọi là phát dọn. Thì đây là cái vườn sầu Thái này. Đây xin mời quý vị và các bạn sang cái vườn mô sinh kinh. Cái mô sinh kinh thì cái cây nó khác hẳn các bạn ạ. Ui, từ đây xuống tận dưới suối dưới kia kìa. 150 cây mà kéo xuống dưới cái suối này thì hơi bị dài. Đấy. Tít thì xuống dưới kia nhá các bạn, nó bám tận sát suối dưới kia kìa. Một cái vườn gọi là quá kinh khủng luôn. Còn đây là vườn mô. Mô thì chưa phát cỏ các bạn ạ, rất thẳng hàng thẳng lối. Nói chung là một cái vườn cực đẹp luôn. Ở quanh đây thì chắc chỉ có vườn này nó cũng kinh điển đấy các bạn ạ, chứ không phải là cái vườn bình thường đâu. Thì đây xin quay cho mọi người xem là cái cây mô sen kinh. Tán tiêu của nó là rất là đều đặn, rất là ok, rất là đẹp. Và đây nữa, các bạn thấy cái cây mô sinh kinh chưa nào? Đây hàng nối thì rất thẳng hàng thẳng nối. Đấy, toàn bộ là sầu mô sinh kinh đã trồng, sang năm thì bắt đầu là ra hoa rồi. Đấy, các bạn thấy đây, cây nó to cao cái này, đẹp lắm các bạn ạ. Cái vườn sầu khoái chê luôn, quá đẹp. Cỏ thì đang mọc rất nhiều và chủ nhà thì đang phát một cái vườn quá kinh khủng luôn, đều đặn lắm các bạn ạ. Cái nhà cửa nhà to luôn. Đây nhà to ở phía kia kia. Thì tí Giáp sẽ quay cho mọi người xem nhà. Và toàn bộ là cây cối ở đây như thế này. Sầu đây đều lắm các bạn ạ. Hàng nào ra hàng đấy, núi nào ra đấy, núi đấy. Rất là đều, rất là bằng. Cái miếng đất đỏ bà ra rất đẹp. Ở dưới kia là view suối. Đó bạn nào mà yêu quý cái vườn vườn này thì cứ liên hệ với Giáp thôi. Giáp sẽ dẫn mọi người vào đây. Một cái vườn rất là đẹp. Xin báo cáo với cả tất cả quý vị và các bạn là một cái vườn sầu riêng sang năm thôi, chỉ cần sang năm thôi các bạn sẽ biết cái vườn này nó như thế nào. Đây này, cây này đều dòng tắp xuống tận dưới đây các bạn, mỗi tội cỏ chưa phát thôi. Đó, cái mé hàng bên đây các bạn nhìn, các bạn hình dung đều tắm tắp luôn các bạn ơi. Cỏ thì mới phát, mấy anh em mới đang phát cỏ. Cây nào cây đấy. Bạn nào thì thích mô sen kinh thì vào mua cái vườn này là đúng là mô sen kinh đây rồi. Cỏ hơi nhiều đấy, đang phát mà. Đó, đây các bạn nhìn cái vườn này, hàng cây bên đây. Giáp thì Giáp quay phim là Giáp nhiệt tình Giáp đi đấy. Thì đây là tận toàn bộ đường ống thì chủ nhà cũng đang là chôn cái đường ống tưới, là đường ống chính chôn hết rồi. Đây mọi người có xem. Trời ơi, cái vườn sầu này khỏi chê luôn. Đó các bạn thấy này, vườn sầu riêng này không chê được các bạn ạ, đẹp lắm. Các bạn vào vườn sầu đấy các bạn khỏi phải nghĩ ngợi. Quá tuyệt vời. Cây nào cây đấy đều tăm tắp. Đó các bạn, nhà thì nhà to, cây nào cây đấy các bạn thấy là cây đều tăm tắp luôn. Sang năm thì các bạn vừa vào cái vườn này là các bạn choáng váng luôn á. Cái giá trị này thì với Giáp nghĩ là nó cũng không có cao. Vì nếu mà đất ở đây mà cách trung tâm thành phố mà tầm độ khoảng
20 km. Đấy, 20 km mà với cái giá này và sầu riêng này thì đúng thật sự là không có gì là cao giá đâu các bạn. Không có gì là căng thẳng cả. Nếu mà là cà phê hoặc là gì thì cũng đã giá người ta đòi hơn tỷ rồi. Còn cái vườn sầu riêng này này, 200 cây môn sen kinh này, sang năm bắt đầu vào làm bông thì mới gọi là ok. Chất đất rất là đẹp. Cái bãi rất tương đối bài, nói chung là tương đối bài. Toàn bộ sân xướng nhà cửa ớt dạp hết. Điện nước tưới giếng mà ông chủ vào tưới 7 ngày không hết nước. Một cái vườn quá là hoành tráng, quá đẹp. Các bạn xem nhìn toàn cảnh cây cối này, xanh tốt cỡ này mà toàn bộ chủ nhà là không hề dùng một cái loại phân ấy nào. Đây các bạn này, nhìn thẳng dưới này, không dùng một cái loại phân hóa học gì, tất cả đều là phân hữu cơ. Cỏ già là phát chứ không có phun. Cây nào cây đấy. Một cái vườn đẹp quá các bạn ạ. Thật là tuyệt vời. Một cái vườn sầu riêng quá tuyệt vời các bạn ạ. Quá đẳng cấp, 700 cây này đấy. Cây sầu riêng mua sen kinh ở bên kia. Đây các bạn nhìn sân, bắt đầu cổng ở đây nhé. Nên đây các bạn nhìn cái sân khủng bố, cái nhà khủng bố luôn. Mời các anh các chị chiêm ngưỡng cái nhà hơi bị to luôn. Đây nghe cái quạt gió thổi vù vù nghe cũng vui. À, toàn bộ cái khu vườn đây. Đây các bạn nhìn thấy toàn bộ khu đây. Sân to, nhà to. Một cái nhà cực khủng luôn. Cái nhà này thì thoải mái mà ở luôn. Sân cỡ này mà. Sân rất là to. Đây ô tô là ô tô con của mình còn đi vào được đến đây. Thì các bạn có thể hình dung được là cái miếng đất này nó như thế này. Thì đây toàn bộ khu trên đây bắt đầu đây là đường đi nhé. Đây là đường đi thì sầu trên đây bắt đầu mới trồng được khoảng một ít thôi. Một số còn lại thì trồng 1 năm 2 năm nhưng mà cây rất là đẹp. Cái vườn này rất là đẹp. Đây các bạn ạ. Khi vào đầu tiên thì các bạn thấy như này. Cái nhà của họ này. Nguyên cái nhà này thôi các bạn đã thấy nó hoành tráng. Nguyên cái nhà này thôi. Và cái vườn sầu riêng ở phía bên đây. Cái đường đi cỡ này mà. Các bạn khỏi phải suy nghĩ, trên này chủ nhà trồng chanh dây mới ở trồng sầu riêng vào rồi. Các bạn nhìn cái vườn sầu riêng kinh khủng cỡ này. Quá đẹp. Nói thật sự luôn. Giáp đi rất là nhiều. Hình như có một quả sầu riêng rụng ở đâu ấy. Giáp nghe phịch phát đất rồi. Nghe nó phịch phát. Không biết là rụng chỗ nào mà nghe bịch phát xuống đất luôn. Đó. Các bạn thấy mê cái vườn sầu riêng này chưa? Úi trời ơi. Các bạn ơi. Cây nó tốt, nó xanh đậm này mà. Một cái vườn sầu riêng quá đẳng cấp. Chưa thấy quả nào rụng. Giáp đang đi tìm. Khả năng là Giáp phải cúp video ở đây để đi tìm sầu riêng các bạn ạ. Đã quá. Giờ trưa này nó cũng rụng đấy các bạn. Nghe phịch phát nhưng không biết là nó phịch ở chỗ nào. Cái cây các bạn thấy khiếp khủng không? Quay đi. Quá khiếp khủng luôn. Vườn sầu riêng kinh điển luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo. Và mong các bạn là cũng xem cái video này thì cũng ủng hộ cho Giáp một like hoặc là đăng ký kênh của Giáp để tiếp tục theo chân Giáp đi săn những cái vườn sầu riêng nó có giá trị, hoặc là những cái miếng đất có giá trị để quý vị và các bạn là có thể chọn được cho mình một cái mảnh dãy ưng ý và chọn cho mình được một cái miếng đất để làm ăn phát tài phát lộc. Là xin được cảm ơn tất cả các nhà đầu tư, cảm ơn tất cả mọi người cũng đã yêu mến và tin tưởng cái kênh của Giáp, ủng hộ kênh của Giáp trong cái thời gian vừa qua. Xin chúc toàn thể quý vị có một sức khỏe tốt, tình cảm vợ chồng là cứ gọi là tuyệt vời. Đó, xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video clip tiếp theo. Xin chào quý vị.